Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 4 tháng 4 năm 2020. Bây giờ mình ra ngoài trước ha. Nhìn xa xa thấy có một cái người đang đứng ngắm đường phố, không biết là ai đây. Hello. Sao đứng ngắm đường phố Quay lén tôi à? vậy? Hello Hồng Lân, xin chào tất cả mọi người. Đang buồn trong nhà buồn quá, đi trong nhà buồn quá đi ra đây để hít thở không khí trong lành chút xíu. Đây, cái khu vườn này là một tay của ba mẹ 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 của Loan làm đây. Cho quý vị coi nha, Hoa lan nè, hoa đẹp quá trời lan Hồng. đủ thứ hoa hết đó, coi như là đẹp nhất là mấy cái hoa lan này. Đó. Bên phía trong thì có bông giấy màu hồng tím kìa. Có bông giấy màu hồng tím trong trong kìa đó. Lan. Đẹp lắm. Giờ này thì ở ngoài đường không có ai, chỉ có hai đứa. Ngồi đây đi anh. ngồi đây chờ chút nha. Thưa quý vị, bây giờ là 2:30 trưa thì Hồng Loan xin thông báo đến quý vị cái tình hình ca bệnh của hiện tại bây giờ là 306.997 ca bệnh, là coi như gần 307 đó. Số người chết là 8.350 và số người được chữa khỏi là 14.686. Như vậy là từ ngày hôm qua đến bây giờ, trời ơi, Tăng dữ vậy tăng 28.000 ca. trong vòng một ngày thôi. Số người chết thì tăng 1.300 và số người recover đó thì tăng được 2.600 người được chữa khỏi. Như vậy là kết quả cũng chưa có khả quan lắm. Theo Hồng Loan được biết, những cái người chuyên gia họ nói đó, khi nào mà mình thấy cái số lượng mà recover đó mà nó tăng, nó lên được gấp 3 lần cái số người chết thì là lúc đó tình hình nó sẽ bắt đầu khả quan. Thì chúng ta hãy chờ xem trong những cái ngày tới đó, nó sẽ như thế nào ha quý vị. Những cái ca bệnh nó tăng một cách quá là nhanh chóng. Bởi vậy bây giờ đó là chính phủ Mỹ đang khuyến cáo những cái nơi như là Louisiana, Michigan và Florida. Florida phải rất là cẩn thận, bởi vì đó là những cái ổ dịch đang sắp sửa bùng phát dữ dội. Cho nên tất cả quý bà con cô bác mình ở những cái nơi đó thì phải cố gắng ở nhà nha. Họ dự đoán, tại vì họ thấy cái tình hình nó hơi căng thẳng, họ báo trước cho mình biết. Giống như là họ dự đoán trước, không dự đoán trước ở New York nè, không dự đoán trước ở LA, nên bây giờ họ mới dự đoán là những cái nơi mà những cái thành phố đó nó sẽ giống như những thành phố khác như là New York. Hồng theo hôm bữa Hồng Loan có nói với quý vị về hai cái con tàu mà của hai chiếc tàu mà của Navy US USS Hospital đó, thì bây giờ chưa có đưa vào hoạt động một cách triệt để của hai con tàu đó. Bây giờ chỉ mới hoạt động được có 2% thôi, là bởi vì cái điều kiện cũng như là cái đòi hỏi của hai cái chiếc tàu đó rất là khó khi mà nhận bệnh nhân vào. Hiện bây giờ cái nó được là 1.000 giường nhưng mà chỉ mới có 20 giường bệnh hoạt động thôi. Tất cả những bác sĩ y tá ở trên đó thì lại ngồi không, chưa có công việc làm. Trong khi ở thành phố New York cũng như là ở trên LA đó thì bệnh viện người ta phải làm việc quá tải quá sức đi, thì mọi người cũng cũng rất là tức tối. Nhưng mà cái ông mà captain của cái những cái con tàu đó đó thì ông nói là thường lúc nào cũng vậy, lúc mà nó khởi đầu đó, thì nó có gặp nhiều khó khăn, là tới bởi vì là phải chọn lựa bệnh cho đúng thì mới đưa vào, đó là cái sự an toàn cho những cái người bệnh nhân ở trên tàu đó, cho nên nó khó khăn trong những ngày đầu. Nhưng mà về sau đó thì nó sẽ nhanh chóng để đưa vào hoạt động đúng với lại cái công sức của cái tàu đó bỏ ra. Thì chúng ta mong một ngày rất gần thôi, con tàu sẽ hoạt động và sẽ chia sẻ bớt những cái gánh nặng của
những bệnh viện, bác sĩ, y tá của New York và Los Angeles. Ở bên Mexico đó, hãng bia Corona đã ngưng hoạt động vì con virus Corona. Nghe mắc cười ha. Thật ra cái đó không phải là ngưng hoạt động là vì họ sợ cái tên của virus Corona, mà là họ ngưng hoạt động của cái hãng bia là để bảo vệ sức khỏe cho những người làm việc trong hãng đó. Đó thưa quý vị, gần đây thì Hồng Loan thấy có một số tờ báo ở trên mạng đó đăng là nói nước Mỹ là không có chữa bệnh cho, không có trả tiền chữa bệnh cho COVID-19, rồi nào là có những người phải trả tới 30.000 đô cho cái chữa bệnh này. Thì chuyện đó hình như là xảy ra, nếu có thì cũng đã lâu rồi, có nghĩa là lúc mà dịch chưa bùng phát ở Mỹ thì chính phủ chưa có đưa ra quyết định gì hết, nhưng mà chỉ một thời gian ngắn sau đó đó thì chính phủ là về những người Medicare là chính phủ sẽ trả tiền hết. Ngoài ra thì nếu mình có bảo hiểm thì bảo hiểm phải cover cái bệnh đó cho mình. Vào cuộc họp của ngày hôm qua thì Tổng thống Trump đã tuyên bố là những người không có bảo hiểm thì nước Mỹ vẫn sẽ trị bệnh COVID-19 cho những bệnh nhân đó. Cho nên tất cả chúng ta hãy yên tâm về cái điều đó. Nhiều khi báo chí đăng không có đúng thì làm cho người dân lo sợ và hoảng loạn, hoang mang. Rồi lỡ có bệnh khó chịu trong người thì không dám gọi bác sĩ, không dám đi đến bệnh viện gì hết. Hồng Loan gửi tin này đến cho mọi người để chúng ta hãy cùng nhau yên tâm ha quý vị. Và ngày hôm qua thì chính phủ Mỹ cũng tuyên bố rằng hai cái tuần tới này sẽ là hai cái tuần căng thẳng nhất, là đỉnh cao của cái cúm Vũ Hán này. Cho nên chính phủ Mỹ họ đã chuẩn bị mọi thứ, nào là những cái lực lượng quân đội sẽ về hỗ trợ cho y tế của Mỹ, cũng như là đang sản xuất ráo riết máy thở, cũng như là những người cựu chiến binh, những người cựu bác sĩ, y tá, volunteer để mà chuẩn bị tinh thần để chiến đấu với cái con virus Vũ Hán này. Họ cũng đã lập ra những cái nhà thương mà dạng di động á, ở công viên, rồi ở những parking rộng lớn để mà có thể chứa được một số lượng lớn người bị bệnh. Dạ, rồi thì chính phủ chỉ yêu cầu một điều duy nhất là làm ơn là 96% người dân Mỹ phải ở nhà, phải 96% nha quý vị, chứ hiện bây giờ là chỉ được có khoảng 50-60% thôi. Và cái đó là cái tự giác của mình, đối với những người hiểu biết thì chúng ta phải tự giác để mà ngăn chặn cái nguồn lây nhiễm không có tăng nữa, không có làm cho bệnh viện phải quá nhiều bệnh nhân để cho bác sĩ có được thời gian chăm sóc cho những người bệnh hiện bây giờ và mới có thể chữa khỏi được, thì cái số recover nó sẽ tăng lên thưa quý vị. Và các bác sĩ với lại các y tá đó họ nói đó, quý vị hãy giúp chúng tôi không có gì khác đơn giản bằng cách là ở nhà. Cái đó là một cái điều giúp rất là thiết thực nhất ngay bây giờ. Vậy đó mà thưa quý vị, ở Sacramento cái lúc mà bùng phát dịch đó là do người ta đi lễ trong một cái nhà thờ, thì hiện bây giờ là đã 71 người là dương tính với lại virus Vũ Hán này rồi. Có xuống kiểm tra đó thì họ nói là họ ngưng rồi, hai tuần nay họ không có hoạt động, nhưng mà lại tụ tập nhau về một cái nơi khác, về nhà riêng của những cái người đó thì vẫn là tụ tập nhau để mà cầu nguyện. Thì điều đó rất là tốt và rất là thiết thực trong cái thời gian này, nhưng mà chúng ta làm ơn hãy cầu nguyện ở nhà chứ đừng tụ tập nhau đến những nơi đông người như vậy nữa, thì sẽ lây lan ra nhiều hơn rồi sẽ không có trở tay kịp khi mà căn bệnh nó đã tăng quá sức tưởng tượng rồi thưa quý vị. Cái đó là cái tự giác của mình thôi, chứ bây giờ Mỹ thì họ không có cấm tuyệt đối điều gì hết, nhưng mà mình phải biết tự giác. Và Hồng Loan cũng thông báo cho quý vị biết là ở San Diego là bắt đầu từ khuya hôm nay, 12 giờ khuya ngày 4 tháng 4, là khi mà đi ra đường sau 12 giờ là sẽ bị phạt 1.000 đô nếu không có lý do khẩn cấp. Đúng rồi, khẩn cấp là mình đi mua thuốc,
Mình đi mua đồ thuốc ăn, bác sĩ cấp cứu, cấp cứu thôi. Chứ mà giờ đó là cũng không có đi mua đồ ăn, nó cũng không phải là một cái lý do khẩn cấp nữa thưa quý vị. Cho nên tất cả cư dân ở San Diego phải nhớ cẩn thận, và chúng ta ở Orange County hay bất cứ nơi đâu mà đi đến San Diego là cũng phải nhớ điều này nha quý vị. Nói đến cái vụ mà tụ tập đông người đó, hôm bữa Lộc nói là có 1.000 người đi qua bên Mexico, bên Mỹ đó, thì bây giờ phát hiện trong đó có 44 người bị dương tính. Dễ sợ không? Mà toàn là những teenager mà cứng đầu cứng cổ. Mấy bạn trẻ không đó, rồi ở đây không cho chơi thì đi qua bên Mỹ chơi. Bắt đầu 40 mấy người đó lại lây lan ra nữa. Lây lan cho gia đình họ thì nó cấp số nhân. Nó nhân cực kỳ nhanh. Trong cái tình trạng mà đang khó khăn như vậy thì chúng ta không có giúp đỡ được cho chính phủ, cho mọi người, thì chúng ta làm ơn ở nhà. Trong khi đó có những người họ cái đồng tiền họ giúp đỡ cho nhà nước mình rất là nhiều, giống như là ông Adnan là cựu thống đốc của tiểu bang California đó, ông đã đóng góp 100 triệu cho nền y tế để mà trang bị những cái trang thiết bị cần thiết y tế để cứu giúp cho cái bệnh này. Ngoài ra thì bà Oraf bà cũng đã hỗ trợ 20 triệu đô để mà lo thức ăn thực phẩm cho tất cả những cái người nghèo hoặc là những người đang cần thiết thức ăn trong lúc này thưa quý vị. Rồi, Lộc nghe là ông tỷ phú Bill Gates ổng đang xây dựng một cái nhà máy để mà sản xuất ra 7 loại vaccine để phòng ngừa. Thì ông nói là ông bỏ ra một số tiền rất là nhiều, nhưng có thể là bị mất đi. Tại vì nếu mà cái thuốc này không thành công thì ông làm ông chọn 7 loại vaccine, nhưng mà ông chỉ cầu mong là được 2 loại mà được là điều đó là ông đã mừng rồi. Thì vấn đề tiền đối với ông nó là không quan trọng nữa. Bây giờ là có vaccine để cứu người thôi. Dạ, và ngoài ra cái ông tỷ phú mà của Amazon đó, ông cũng chi ra 100 triệu để giúp cho nước Mỹ của chúng ta trong bây giờ. Và hôm bữa thì có người hỏi Hồng Loan á, là cái tiền trả tiền nhà thì mình ngưng được, thì tiền trả tiền xe như thế nào? Thì hiện tại bây giờ thì có cái hãng xe Honda là họ đồng ý cho mình tạm ngưng trả cái tiền xe trong vòng 6 tháng. Nếu như mình đủ điều kiện thì quý vị, nếu mà mình sử dụng xe Honda đó thì hãy liên lạc với lại ở bên nhà bang của ở bên đó để chúng ta tìm hiểu cho nó rõ hơn thưa quý vị. Và một cái tin mừng nữa là hiện tại bây giờ là Hội Chữ Thập Đỏ của Hoa Kỳ á, họ đang sử dụng cái biện pháp là lấy huyết tương của những người đã được chữa khỏi để mà sử dụng cho những người bị bệnh, thì là cái huyết tương đó họ sẽ chống lại cái virus, nó trị được cái bệnh này. Thì nếu như mà lấy máu được của một người thì từ cái đó mình sẽ chữa được cho 3 người. Thì nghe nói là FDA cũng đang sàng lọc những loại huyết tương khác nhau để mà dự trữ cho những cái người mà bị bệnh. Và cái huyết tương này nó được một cái là sẽ chữa được cho những người giống như là nguy cấp luôn, những người mà bệnh nặng luôn, chữa khỏi được cái đó. Tại vì cái thuốc mà sốt rét mà Hồng Loan nói với vị thì cũng nó bị hạn chế một cái, đó là nếu mà chúng ta bị nặng quá, ta không đủ sức khỏe thì bác sĩ không dám sử dụng cái thuốc đó. Cho nên thuốc sốt rét là hiện giờ chỉ sử dụng cho những người mà khỏe, không bị những căn bệnh khác thôi. Còn cái huyết tương này là sẽ trị được cho những người mà sức khỏe yếu, mà người ta nói như là không còn cách trị nữa đó, vẫn có thể sử dụng được. Một cái tin cũng đáng mừng nữa trong ngày hôm nay xin gửi đến quý vị. Lộc muốn chia sẻ một cái video này do ở các nhà khoa học bên Nhật á, họ đã thí nghiệm được là cái người mà khi mà họ bị nhiễm virus mà họ át xì ra đó, thì cái độ đang lan tỏa nó ra như thế nào. Quý vị sẽ coi, quý vị sẽ thấy nó mức độ nó kinh khủng như mức nào. Có nghĩa là trong vòng 1 giây, 2 giây cho tới 20 phút, thì chẳng hạn như một người bước vô cái phòng đó chỉ cần át xì một cái thôi, thì trong vòng 30 giây sau là 2-3 người sẽ bị dính, trong vòng 1 phút 5 phút sau thì là bao nhiêu người đó dính, và trong vòng 20 phút thì tất cả các người trong phòng đó đều bị dính hết. Nên người ta nói là khuyên là nên đeo khẩu trang, đeo khẩu trang, đeo khẩu trang.
Bây giờ là chính phủ Mỹ cũng khuyến khích đeo khẩu trang tự may rồi quý vị. Cho nên bây giờ mình đi ra đường mình đeo khẩu trang thì mình sẽ không bị người ta nhìn với cái ánh mắt mà không bình thường nữa. Cho nên chúng ta yên tâm khi mà đi chợ Mỹ hay chợ Việt Nam gì chúng ta đều đeo khẩu trang được hết. Mấy bữa nay đi vòng vòng đó là thấy người ta đeo khẩu trang rất là nhiều, nhất là nhân viên. Lúc trước là Lộc đi mấy cái cách đây khoảng chừng mấy vài ngày về trước thôi thì là Lộc đi mình đeo khẩu trang mà nhân viên người ta không đeo. Bây giờ người ta đeo khẩu trang rồi người ta đeo luôn cái miếng siêu mà giống như mica vậy đó, miếng che cái mặt lại, họ đeo luôn. Tại vì cái đó là điều rất là quan trọng để mà ngăn ngừa cái con virus nó dăng vô cái cơ thể. Vừa tuần vừa qua đó quý vị là có trên 6.600.000 người nộp đơn để xin tiền thất nghiệp. Cái con số nó tăng kinh khủng. Vào hồi tuần trước là thời gian trước chỉ có thì là khoảng 3 triệu cái đơn xin thất nghiệp và cho tới hôm nay là 6.600.000 rồi. Và chính phủ cũng dự đoán rằng cho tới trong 2 tuần lễ nữa thì sẽ có khoảng hơn 20 triệu cái đơn xin thất nghiệp. Hiện tại bây giờ các công ty họ sa thải nhân viên rất là nhiều và có một số nhân viên giống như là bị pending đó quý vị, tạm ngưng làm việc, không ăn lương nhưng mà không cho mình biết là thời điểm nào mình sẽ quay lại. Nhưng mà những người đó thì được may mắn là họ vẫn được cái bảo hiểm. Đó, thì cái đó cũng còn đỡ. À, quý vị biết không, ngày hôm qua Hồng Loan đọc được một cái tin của một cái vị bác sĩ ở bên New York, họ đang trực tiếp trị bệnh bên New York á, thì nghe rất là đau lòng là người bác sĩ này á, tên là T.T. Nguyễn, là người Việt Nam thưa quý vị. À, người đó nói là những cái người chết nó tăng lên nhiều quá, coi như là không còn đủ sức chứa luôn. Và những người thân nhân á, họ đứng ở bên ngoài á, họ khóc lóc muốn gặp lần cuối những người đó nhưng mà đâu có thể nào gặp được thưa quý vị. Cho nên bây giờ chúng ta hãy nghĩ đi, một trong những người nhà của chúng ta mà bị bệnh đó, là nếu mà có ra đi là không bao giờ gặp lại nữa, là mất vĩnh viễn luôn. Điều đó rất là đau lòng. Hiện tại bây giờ ở bệnh viện ở New York đó, bệnh nhân nó nằm đầy hết trong phòng bệnh và ở ngoài hành lang đó là những người bệnh nhân mà bệnh nhẹ, rất là nhẹ, chưa có cần phải cấp cứu hay là làm biện pháp gì để mà chờ để được vô đó, thì là đầy ở ngoài hành lang hết đó. Rồi ở trong toilet á thì không có được vệ sinh sạch sẽ, là bởi vì sao? Những người mà nhân công mà làm vệ sinh đó họ đã nhiễm bệnh, bây giờ phải đưa một số lượng người mới vô mà cũng rất là khó mà tuyển được người mới vô làm, tại vì người ta rất là sợ. Thì bây giờ bệnh viện phải có cái trang thiết bị rất là đầy đủ cho những cái người nhân công vệ sinh đó, coi như là phải mặc đồ bảo hộ mà chống virus một cách tuyệt đối luôn thì họ mới dám làm việc. Phải có vệ sinh sạch sẽ thì mới ngăn ngừa bệnh được thưa quý vị. Những người đó cũng rất là quan trọng luôn. Mà bây giờ mà tuyển được những người đó vô mà người nào mà đồng ý làm cái công việc đó thì cũng rất là xin cảm ơn những người đã làm những cái việc đó. Rồi á, tất cả những người bác sĩ y tá mà làm việc trong phòng ICU phần lớn cũng đã nhiễm bệnh. Họ phải đưa những người bác sĩ y tá từ ở những cái phòng khác vô, thì đương nhiên làm việc những cái phòng khác mà vô trong đó thì hoạt động đó, cái năng suất nó sẽ không cao được bằng những người cũ, cho nên nó gặp rất là nhiều trở ngại đó. Như vậy chúng ta phải hãy cố gắng để mà làm sao để bản thân mình đừng bệnh, để mà lây lan cho người khác, rồi bệnh viện nó lại càng thêm gánh nặng nhiều hơn nữa ha quý vị. Như vậy đó, mà chỉ trước đây á, vài ngày là New York ở ngoài vẫn còn người ta đi lại. Nhưng mà Hồng Loan nghĩ chắc có lẽ ngày hôm nay là tại vì chính phủ kêu gào quá rồi, mọi người phải nghe, phải hiểu, cho nên mong là sẽ ở nhà hết. Một cái điều rất là đau lòng. Quý vị biết, Tổng thống Trump phải đặt cả ngàn cái túi
để đựng xác chết. Đó. Rồi có những cái chiếc xe đông lạnh, chiếc xe đông lạnh, một dãy xe đông lạnh ở phía ngoài để chuyển người chết vô trong đó. Coi như là người nhà mình mà chết rồi họ cứ chuyển đi như vậy đó. Mình đó, không có thấy mặt lần cuối rồi. Cách ly mà, được gọi là cách ly, được cách ly luôn từ đầu luôn rồi. Có nghĩa là họ khi mà họ chết đi là coi như là tuyệt đối cách ly. Không có được. Coi như từ lúc bị bệnh là mình không biết nữa rồi đó. Thôi, không nói chuyện buồn nữa. Mình chia sẻ cái chuyện buồn này tới quý vị là Hồng Loan chỉ mong là chúng ta đừng có đi ra ngoài đường đó, để mà cả chúng ta và cả chính phủ hãy cùng góp sức nhau để mà ngăn chặn cái căn bệnh này ha quý vị. Thôi mình không nói chuyện buồn nữa, chỉ cầu mong là vaccine sẽ có thật sớm, FDA sẽ làm việc rất là ráo riết để mà chấp nhận cái vaccine này. Cũng như bây giờ thì chúng ta đã có hai cách chữa bệnh, thì một là huyết tương của những người đã khỏi bệnh, và hai là cái thuốc virus kết hợp với lại Z-Pak cũng như là Zinc-C, tùy theo cái bệnh của mỗi người thì đó cũng là khả quan rồi. Mặc dù cái cách chữa bệnh đó nó không phải là 100% là gọi là thuốc chữa bệnh virus Vũ Hán, nhưng nó là cách hữu hiệu nhất trong lúc này. Thôi bây giờ Hồng Loan chia sẻ với quý vị một chút xíu chuyện vui vui đi ha. Nếu như mà ở trong nhà mà mình cảm thấy mà tù túng quá, nhất là mình ở nhà riêng còn đỡ, còn ở apartment này nọ đó thì đó khoảng cách xa nhau, nhưng mà hai bên chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau hoặc là giao lưu với nhau bằng cách này nữa thưa quý vị, thấy không? Đó, hoạt động thể thao tại chỗ. Ở bên Ý đó, rồi người ta còn đứng mở cửa ra người ta hát, người ta lấy cái loa người ta hát nữa. Rồi tầng dưới cầm đờn, lấy cái đờn đó đờn. Bên kia đánh trống, coi như là nguyên cả một khu phố. Nguyên cái khu phố mà nhà cao tầng hết thì mỗi nhà cứ mở cửa sổ nhà ra để mà cũng giống như là giao lưu với nhau bằng cách đó thưa quý vị. Chủ nhật tuần trước thì ở dưới Huntington Beach á, thì có một cái số gia đình họ mở cửa gara ra rồi họ hát karaoke. Cái xung quanh hàng xóm người ta đi tới, người ta đứng xa lắm nhưng mà người ta nghe là rõ, đứng xa rồi hát xong người ta vỗ tay. Tự nhiên tôi thấy tình nay bữa, tình hàng xóm láng giềng ngày thân thiết. thân thiết chứ thật ra bên Mỹ nhiều khi nhà này không biết nhà kia. Hồng Loan về Hồng Loan ở 2 năm đầu không quen biết ai hết trơn á, nhờ có ông bà ngoại qua, cái ông ngoại ra ngoài tập thể dục này nọ thì mới bắt đầu biết hàng xóm của mình. Đây cũng là một cái giống như là một cái thời điểm để mà chúng ta có thể làm quen được những người xung quanh, giống như bữa giờ chiều nào Hồng Loan cũng đi exercise vòng vòng, coi như là cũng biết được thêm một số người nữa. Nhưng mà làm quen là đứng xa nha quý vị, đứng xa chào hỏi thôi chứ đừng có lại gần, đứng xa phải 6 mét chứ không phải là 6 feet nữa. Rồi đây là một số hình ảnh đó ở trong xóm đó, mấy đứa nhỏ chạy xe đạp đó, thấy không? Rất là dễ thương. Đó. Hi. Đó, chào chỉ dạ vậy thôi. Xa vậy đó, hai vậy thôi. Cái gia đình đó là nằm mé cái đường mé bên sau á, là cũng là bạn học của Gia Linh, chung trường với Gia Linh luôn. Có một cái clip này nữa mà muốn chia sẻ quý vị nè. Phải tiệt trùng nha. Phải xài alcohol tiệt trùng cho nó kỹ lưỡng nè, thấy cái anh này không? Ảnh rất là kỹ luôn. Đó. Cái thuốc cũng phải sạch nữa nè. Đó. Sạch cái gói thuốc hả? Rồi hút. Hút quẹt. Sạch cái hút quẹt. Rồi. Rồi đó. Rồi, kết quả. Kỹ mà đừng có kỹ quá nha quý vị. Kỹ mà kỹ quá là không bảo đảm ha. Tai hại đó. Có một cái thống kê nữa mà Lập muốn thông báo cho quý vị. Cái ngày đầu toàn tiểu bang ở nhà ha, cái tuần đầu của toàn tiểu bang ở nhà thì là trộm cắp là 0 vụ. Vượt đèn đỏ, vượt stop sign là 0 vụ. Tai nạn là không có vụ nào. Đánh ghen cũng không có luôn. Đánh lộn tất nhiên là không có. Mà vợ chồng cãi nhau là hơn 3.800 vụ. Có mấy ông nói là
yêu cầu thời gian mà bị cấm cố ở nhà đó, phụ nữ hãy dành thời gian để mà chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe, lo lắng với con, chơi với con, chứ đừng dành thời gian để mà càm ràm ông chồng. Như vậy thì cái con số 3.800 đó nó sẽ giảm xuống nha quý vị. Rất giảm, giảm rất là nhiều. Cũng rất là đỡ là lo với Lộc nè. Mấy lúc này là hai đứa phải kiếm những cái tin hay đưa đến quý vị ha. Xong rồi bạn với nhau là mình đưa tin gì lên, rồi sau khi quay xong là edit, rồi mình lấy những cái hình ảnh mình để vô, cho nên cũng mất cái thời gian khá là nhiều đó. Rồi ngoài đó thì Hồng Loan phải có thời gian riêng mình với lại thời gian với lại bé Gia Linh nữa, cho nên là không có thời gian để càm ràm ổng. Cho nên điều này là không được quyền nói tôi nha. Không biết có không? Tôi không có vụ đó nha. Không biết có không? Chứ lúc mà là edit là đeo headphone rồi, không nghe gì hết. Đeo headphone chứ mà muốn nói gì, muốn càm ràm gì cũng kêu mở ra cho tôi nói chuyện, ok. Thôi chia sẻ với quý vị một chút những cái thông tin và cũng như là một chút những cái gì vui vui để chúng ta thư giãn trong những ngày ở nhà. Hồng Loan và Bảo Lộc xin hẹn gặp lại quý vị vào cái video sau ha. Chào tạm biệt quý vị.